bộ kích điện 12V của mình ắc quy lên 220V. Ở cái video bữa trước thì mình cũng có làm một cái video rồi. Tuy nhiên là cái video trước thì nó là dùng cái xò. Còn ở cái video này thì mình dùng cái MOSFET, dùng con MOSFET IRF3205. Đây là dùng cái con MOSFET ấy, nó cái ưu điểm là nó sẽ đỡ nóng hơn cái con ở cái chỗ là hai cái con điện trở kia nó sẽ giảm nóng hơn. Và cái con IRF thì nếu mà dùng để mà kích thì nó sẽ khỏe hơn, nó rất khỏe và nó gọn nhẹ và đỡ nóng hai cái con điện trở kia hơn là cái con, tất nhiên là nó chỉ đỡ nóng hơn thôi so với các bạn dùng cái con sò Transito bình thường. Ở cái bài bữa trước thì mình có làm cái mạch điều khiển của nó, tức là cái mạch dao động của nó mình đã giới thiệu rất là kỹ, nhưng mà hôm nay thì mình vẫn cứ phải giới thiệu lại cái cách làm cái bộ cái mạch, gọi là cái mạch dao động của nó, để cho nó tạo ra một cái xung, gọi là xung ở đây gọi là xung vuông. Dạo này thì cái mic của mình nó hỏng và mình đang khốn đốn về cái chuyện sửa mic, chế tạo mic, và nó vẫn cứ đang bị ù. Cho nên là mình ghi âm ở đây nhưng không chắc là mình có thể lấy cái đoạn ghi âm này vì mình cảm thấy là nó rất là ù. Cái video này thì mình làm nó khoảng là mấy ngày rồi mà nó cứ lê thê, cứ ngày nọ nó tiếp ngày kia, nên mình quyết định mình đăng lên cho các bạn. Thì ở đây mình là lấy cái hai con IRF 3205, hai con là bốn con, hai con nối song song. Các bạn có thể nối song song nhiều con, ba con một, bốn con một. Ở đây mình sẽ lấy bốn con tất cả và nối hai con một, hai con song song với nhau. Và ở đây mình nối thì bởi vì là có một cái phiến nhôm tản nhiệt nhỏ, mình làm cho nó gọn nhỏ để mà quay video cho nó dễ ở trong cái không gian nó chật hẹp như thế này. Ở trong cái không gian chật hẹp thì mình chỉ có thể là giản tiện đi những cái linh kiện làm sao cho nó nhỏ gọn để mà quay. Nếu mình quay ở cái trong một cái không gian rộng hơn nữa thì các bạn lại nhìn nó lại không rõ. Vì thế mình bắt buộc mình phải quay ở trong một cái không gian chật hẹp. Thì các bạn có thể lấy cái phiến tản nhiệt nó rộng hơn, và các bạn cũng không cần thiết phải úp hai con sò ngược và đối diện vào với nhau như vậy, mà các bạn để nó nằm hàng ngang ra. Miễn làm sao mà các bạn nối song song các cái chân của nó với nhau là được. Ví dụ như các bạn muốn đấu hai con song song, ở đây là mình đấu hai cặp song song, thì các bạn B với B, C với C và E với E. Còn ở MOSFET thì là G với S, G với G, D với D, S với S. Tại chân G của MOSFET thì các bạn sẽ cầu ra một cái con điện trở 100 ohm và một con diode nắn cực dương lên chân D của con MOSFET, và thêm một con điện trở 1K nối từ chân B xuống mát. Như vậy thôi, sau khi mà các bạn đấu xong, ở cuối video thì sẽ có sơ đồ lên rõ ràng. Và đầu tiên thì mình sẽ kích sáng thử một cái bóng. Mình ghép nó không được kỹ cho nên nó hơi rung động và nó kêu te te, cũng như là các cái phe tôn silic ghép không chắc, mình chèn chưa được kỹ. Khi mà biến áp mà chèn chưa được kỹ thì các cái lá tôn silic nó sẽ, khi có điện thì nó sẽ hút, làm cho cái lá tôn silic nó rung, nó kêu. Vì thế nếu các bạn ghép biến áp, cố gắng chèn ép cho nó thật kỹ. Cái
bóng này thì không biết là mình nó mờ hết cả số, không biết là bóng bao nhiêu ăn. Mình lấy thêm hai con bóng nữa, một con 60W với một con cũng không biết là bao nhiêu watt rồi, mở hết cả số rồi, cũng tầm cỡ 40, 60 hoặc 75. Và tại cái đầu ra của nó, đầu ra của biến áp, tức là cái đầu mà đầu có nhiều số vòng dây ấy, thì mình sẽ nối ra rất nhiều cái chuôi bóng để mình lắp thêm bóng vào để thử tải cho cái con buffer này nó chạy qua cái biến áp này xem nó có được khỏe không. Bởi vì cái bình ắc quy thì nó cũng là cái loại nhỏ, nếu các bạn dùng cái bình ắc quy lớn hơn thì cái dòng nó lại càng khỏe hơn. Cái bình ắc quy này nó cũng chỉ có vậy thôi. Mình có lắp thêm một con bóng compact vào đây. Là một bóng, hai bóng, ba bóng, bốn bóng. Mình chỉ tháo bớt một cái bóng ra, lắp ba bóng thôi. Thử tải xem nó như thế nào. Và sau khi mình cắm, mình bật lên thì nó sáng. Đây, bây giờ mình vặn thêm một con bóng thứ tư nữa lên cho nó sáng, như vậy là cộng 4 bóng lại, không biết là công suất nó khoảng bao nhiêu. Nhưng mà cứ tầm chắc, nắm chắc là từ 120W cho đến 200W là cái chuyện bình thường. Còn nếu mà các bạn mà muốn hơn nữa thì các bạn biến áp to hơn, rồi là cái MOSFET các bạn đấu song song thêm mấy con đấy thì chắc chắn là nó sẽ hơn, và cái dây đồng quấn cũng phải tăng tiết diện lên thì chắc chắn là công suất sẽ hơn. Bài sau có thể mình sẽ hướng dẫn cách làm cái biến áp xung. Ở đây thì mình làm cái dây điện nó bằng cái, nó rất là nhỏ, hiện tại là không có dây nên lấy tạm dây, dây quá nhỏ luôn. Dây nhỏ nên nó bốc khói, nó nóng và nó bốc khói ngay tại cái dây. Mình sờ vào cái dây thì nó nhũn cái dây ra, bởi vì dây nó quá nhỏ. Vì thế các bạn mà làm thì các bạn cố gắng đừng có đấu cái dây nhỏ như của mình. Ở đây mình không có dây, hết cả dây rồi, mình lấy dây đó mình làm tạm. Và bây giờ mình thắp ba bóng thì là cái chuyện rất là bình thường, dây đó cũng tải được luôn, và đo điện thì đúng 220. Nếu tắp thêm nữa thì có thể là điện nó sẽ rụt thụt xuống, càng nhiều thì điện nó sẽ càng bị nặng tải và nó sẽ càng giảm xuống, mà càng ít đi thì nó sẽ bị giảm tải và điện nó sẽ càng lên cao. Mình sẽ có sơ đồ ở cuối video và cụ thể số vòng dây quấn cũng như là cách lắp như thế nào, các con MOSFET vào như thế nào. Bài hướng dẫn của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like và ủng hộ cho mình.